Hỏi tiếc khoan lại xin lỗi chút xíu đi. Anh ở đâu anh ấy? Anh ở đâu? Anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Gần đây không? Hả? Nhà anh ở gần đây không? Bạc Liêu chạy tới đây hả? Bạc Liêu lên đây bao xa? Bảy mấy cơ. Bạc Liêu ngay trung tâm Bạc Liêu luôn không? Rồi cái ngồi giới thiệu bạn Chí Hữu Sương cho khán giả có biết. Thì bên này chú, chú. Thì bên này thì ở Bạc Liêu à, chứ còn bên kia thì Vĩnh Châu. Vĩnh Châu à, bên đây là mình đi rồi đó. Thì còn bên đây ở dưới Nga Nam. Nga Nam đó. Ừ. Ở Nga Nam hả? Nga Nam, huyện Nga Nam, thị xã Nga Nam chứ. Ở đâu? Thị xã Nga Nam hả? Ở Nga Nam ở đâu? Ở Vĩnh Quế, sống chùa Miên, Vĩnh Quế. Quen lâu chưa chị Hữu Sương? Quen cũng lâu rồi, bên đây cũng quen lâu nè. Rồi bạn cũng mấy chục năm hả? Quen biết lâu rồi. À. Ừ. Thì bên đây bạn à, ở Vĩnh Quế, người gặp, người quen xuống kênh rồi mới ra hay rồi này kia nọ đó. À. Bây giờ mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chúc quý vị và các bạn của bác xem video thật vui vẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào rồi, chào. Chào cái đạn sơn nặng đấy. Lấy. À dở. Vô đi nó ở gì không nha. Thầy vô tội dây dạng đưa cho chơi. Thôi ơi vậy mình bạn thầy người con. Con gì ông ơi? Nó không có rồi. Đưa cho anh mặt bên này. Nó mà đôi gì ổng? Do nó nữa, tao tiền phụ cụ nó. Tụi nó bỏ lẻ rồi đánh chanh. Chính chanh. Chà đổi chính chanh vậy. Đổi chính chanh nào. Đổi chính chanh vậy. Chính vàng á. Cái này chính vàng. Không có đủ tiền mới bán sáng giờ đưa được. Không, chờ chị ôn, chị ôn là có tiền. Có tiền. Rồi cho. Cái này mấy bà con gửi cho nó thì mình đổi mình đưa cho rồi chứ mình cắt thì không có đâu. Người ta đổi tiền ta biết. Mày ăn cơm hớt gì đó mới ghét đó bà. Chưa gì mà nhảy vô xuồng tao bẻ rồi. Tao phải đặt hôm tủ. Âm hồ bẻ đi. Âm hồ bẻ đúng rồi. Em tao kẹo vô bệnh xíu. Nè, 100 ngàn cái này người ta gửi cho ông cậu, ông cậu chúc cho người ta. Chúc cho người ta đi con. Chúc cho người ta đi. Chúc cho người ta đi. Đó. Đây cô đó có cho 500 cho anh con đó. Rồi chia 100 cho con. Rồi còn anh 400 đó. Cảm ơn cậu. Hai nghe bạn xin thương. Rồi dọn ly đi. Cái bẻ dọn cho anh trai chụp. Cậu ơi bye bye. Mưa thì nó mắc tát ở đây, nắng thì phải chịu. Mưa thì tát ở lỗ này. Rồi hôm nay chị ngủ đây hả? Ngủ đây, ở đây. Ngủ trước này hả? Ngủ với con tôi nè. Nóng không chị? Thầm lắm. Nóng lắm. Hổng sửa hai cái quạt mà hư luôn cây rồi, còn có hai cây cái quạt còn tay. Không tại thấp quá, nhà thấp quá. Tối thầm mới đặt. Thấp quá. Thấp quá. Luôn. Nó phải gắng chịu đây mình thương nhau rồi. Phải hầm cũng rồi cũng ở luôn. Đó, thì chị với em. Chị em mà phải chịu. Tôi quen ai cũng vậy là quen. Gấu người nào kết bạn rồi cũng vậy. Tôi không nói ở tôi nghèo gì đó. Đó. Trở đây quán nào. Rồi. Lấy tiền chút của mình sửa sẵn rồi chạy đi. Sửa sẵn đi. Vậy nói chị không vô hả? Chị không vô nắng quá. Nắng quá. Nắng quá. Mà không nổi. Rồi. Không nổi đâu. Lại quê mình nó nực nổi lắm, nó chị cũng nổi. Mình tâm sự với bạn chút đi rồi. Rồi. Khi người chơi lên có chuyện gì không? Hai bên tâm sự đi. Chia sẻ đó đi lên đi thăm Thảo Sương. Lên thăm Thảo Sương. Chúc mừng Thảo Sương. Cầm vô đuôi đang tàu đang quạt ngọt á.
chạy bọt xo chỗ lấy nóng lắm rồi cầm chút xíu mắt cũng có mà không phải chờ cái nón nữa, cái nón tao đi chợ nón cũ bên kia bạc đi, em hiểu mà nực quá em mượn cái con mình mượn cái chưa nhau chút đi rồi đi rồi chưa thì tôi sửa sẵn rồi đây đây thì đây chưa đủ người ta chưa ăn kem rồi xức kem rồi vô ớ bằng ngày xức thì nó chạy dữ lắm xức kem xe hơi bây giờ đó xức hơi xức đi cho khán giả coi chứ xức đi xức cho khán giả coi chứ em cầm đi cầm trang điểm không đi cầm trang điểm cho khán giả coi chứ cầm ngay trước rồi nè cầm ngay trước rồi nè xương đi khán giả ta thấy đủ khán giả hai lần đi thấy hôm nay thảo xương làm đẹp chứ Trời bữa nay đi đám cưới trăm ba nè, mấy đứa nó xin chữ ký bạn biết chữ không? Chữ ký đủ hai lần. Chúc mừng. Xin nho vậy con hai người. Nhỏ. Bạn biết chữ. Tao quấy nó tao bụi kia. Vô chim nó quay đó kìa mực ơi. Vô chim nó kẹo nó quay nè. Nè. Đây nè, đây nè. Em ở đây nè. Ra đây nè. Tôi xin trang điểm cho đặng tôi báo cho đắt chiều nay nha. Nè vô trên quay nhé. Đây là chị ơi. Này có muốn tin tức không vậy? Thưa ông nó lại chào anh bác trăng nha. Quá dữ. Cái bóp trang điểm này. Mai nó ba sẽ oi nó té lỗ. Ở năm nè, họ lại đang nó dở nè. Đi về đám cưới mấy gì vậy đó thì chán lại luôn chán sơ sơ thôi mà dạng thế ấy đúng dạng dạng á đông tết rồi bibi ha xài bibi đây là chị Thảo Sương chuẩn bị trang điểm để đi Sài Gòn nha đủ hai ngày hai lần đi Sài Gòn mấy ngày về chị đi 3 ngày, tới 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Còn tất coi xưa. Mạch đoán tới cái người đó lên hay nha. Nếu mà lên hay nha. Tủ bán chỗ rồi đó, để nổi hả? Thực tế là anh sao quá, còn những người bạch lên, muốn đi kiếm mất nè. Xì kem gì vậy chị? Xì kem cứt bò á. Ở đâu hả? Ở Đồng Tháp nè. Thơm không? Thế lộ 4 ngàn á. Thơm gì? Để mua gì? Kem cứt bò để xì kem. Chị Thơ Trưng chuẩn bị xì kem cứt bò. Cái kẹo mà gạch nhau mà mình sọc áo. Cần ngay người ta lấy cây chiến. Chắc đúng. Cái đồ khuyến chết. Khuyến lắm. Sứ kem cước bò hả chị Thảo Sương? Chà vô, mạnh luôn. Vô Thảo Sương sức kem cước bò để chuẩn bị đi Sài Gòn nha. Kem này là kem cước bò đó. Kem đặc sản của chị Thảo Sương. Kem đặc sản của Đồng Tháp. Kem đặc sản của Đồng Tháp. Thơm không vậy? Thơm. Thơm mùi gì? Thơm mùi cước bò. Màu gì á? Màu vàng nè. Thúi không? Thúi à? Thơm. Thúi mùi gì? Thúi mùi cước bò. Bò sao mà màu, vàng, màu vàng lắm. Có bay mùi cỏ không? Bậy lắm 7 ngàn. Thấy không, bữa nay chị Thảo Sương diện cái quấy rất là đẹp để chuẩn bị đi Sài Gòn nha. Cái đôi dép nữa. Chị bút luôn ha. Chị đầm quấy luôn. Đầm rời ha. Cái này mặc áo dây mới đẹp. Thấy ra bây giờ nó bóc gách rồi. Đầm rời mặc áo dây. Tụ má xuống má ơi. Có đẹp đã vô má không?
Cái cục kinh của cục đủ này. Một lát kiếm cái áo khác được mặc áo sơ mi với đầm không có đẹp. Không, tôi đổi cái bận đầm đâu. Đầm thì gắt rồi đem đi chứ giờ mắc cỡ người ta. Dạ chị Thảo Sương, cái đầm này ở ngoài nó đẹp nhưng mà bên trong gắt phải không? Đó đó, đó ố đó, đó lại kẹt mất rồi đó. Bảo không? Dày dữ lắm rồi. Cái thuốc của hổng đó. Cái thuốc của các thi á. Lên rồi, rồi lên dày lên 70% rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thuốc hạ tóc tốt lắm kìa. Lên 70% rồi đó. Hạ có hạ dữ không? À. Như đóng rừng nha. Đánh môi đậm vô nghe. Quả là trắng rồi. Trắng trắng này mình chùi ra này nó vậy nè. Rồi coi nó bây giờ nó già không đó. Đúng rồi, dạ. Nó có ở ngoài mặt, ở trên mặt dưới chứ thôi. Càng xuống sâu là càng. Rồi, cá nhìn này. Mình nhờ đi. Nó đặt quật thôi mà hoặc bán 2 lẻ. Thật xua bà mới thành 2 mẹ. 2 lẻ. Cho mình 2 lẻ. Cái đi Sài Gòn quá trời bò bò móng tay bữa nay đẹp không? Móng tay đẹp thiệt á, ăn dưa tiền bộ hả chị? Cái này ta làm cho. Làm tặng nha. Ờ, nhỏ em cuốn bên đây. Đi Sài Gòn bao nhiêu chuyến về? Bao nhiêu chuyến về? Cầm nào vậy? Trên kia này dắt được thằng nhau. Bốn thằng rồi. Ngần ngủ mấy bữa? Ngần ngủ bữa. Bữa là mấy cái? Bữa là mấy cái chị Thảo Sương? Bốn. Thằng này đấy thì thế, tập pha bên kia đi các, pha bên kia đi các. Ủa, anh nói lại ngày mới à? Tôi chưa ngái lại thứ. Sợ. Nhát, ở ăn hơn mắt xanh là không sợ đó. Đừng có thứ ấy cái màu thì nhìn nhé. Mình cầm ở so, biết nếu mình ném. Đánh lên cái gì nó bịn bịn ra liền hả? Đầm hẹn chua đó, đầm có luôn. Sơ sơ được rồi, cái trời nắng này gầy quá, hồi nào nó chảy. Nó chảy mồ hôi hết trơn luôn. Quên rồi. Quên rồi. Cái này cũng tung. Bên trái chín năm mét. Quên cả. Nè con vô con hát bài đi. Con đứng con hát bài đi. Chắc. Hát bài. Bài. Con đảo ba nghe thôi, tao thương cắt vậy được rồi, mình coi chữ này chữ kia. Nó lên xe máy lạnh ngồi. Già rồi, lớn tuổi quá rồi, quá dày quá, cái khăn không gian. Cái bông phấn này hư rồi, nó chắp phùm lum. Bông phấn dở. Bông phấn dở. Nó chỉ có trên mặt thôi, càng xuống đáy là nó dở. Rớt trên dở. Rớt hết rồi. Xuống đáy là dở. Xuống lâu. Có trên mặt xíu là có tiệm thôi. Dưới là dở. Cái bông phấn của ta mà mắt, cái bông phấn nó xịn lắm đó. Cũng bị mất đó hả? Ừ. Cái thân chai mà nước đúng. Tốt đó. Ừ. Cái đó à, thà, nó mạnh luôn, nó mạnh bóng bán. Đúng rồi. Đó. Này gắn cái bột sò là mũi thấy đẹp không? Ừ, thịt đó. Ok. Xài đó không hả? Mình lời có đánh phá hồng không chị? Này chỉ bên ngày không dám mang hồng đâu, hồng quá đẹp quá, dám đánh bên ngày mình không có dám, cho nó đậm đà quá, kỳ lắm. Son hả chị? Hai lông mi. Lông mi á. Trên mày. Ừ, nay đánh là dễ chân mày luôn. Được ha.
dễ. Chải hết cái phấn đi ha. Lâu lâu được lên Sài Gòn một ngày trang điểm lộng lẫy hết ta. Ủa sông màu xanh hả? Sông gió. Sông bóng, sông bóng, phải không? Sông gió đó. Ừ. Sông gió này màu đỏ. Đó, thấy chưa? Ồ. Đó. Nó hơi lọt chị ơi. Đi miếng rồi đi. Miếng cho đậm. Đó, vậy được rồi. Đừng đậm quá, kỳ lắm. Đậm quá, cái sống hay không? Chị Sương, chị thích tự nhiên hả? Kỳ đó kỳ gì? Rồi, xăm dẻ lông mi. Chút 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 chút. Dẻ lông mi, dẻ lông mi. Đó. Cho nó căng căng lên. Mới cầm cây ra tưởng đâu ra cây cắt một mũi. Dẻ lông mi. Lông mi tự nhiên hay gì sao? Thì tự nhiên mình vuốt cái này thôi đó. Cảm ơn Nguyễn nha. Em vô. Chú anh chị em vô, mình chơi vui chứ. Bên đây chưa đều mà chị. Hai bánh bát. Đâu còn đen á. À, đen hơn ta. Công nhận trẻ nhờ 60 tuổi mà trẻ măng ha. Thảo Phương nhìn như 30 40 á. Trẻ dữ lắm. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp chưa chị? Quá đẹp rồi chị Thảo Sương rồi ha. Quá rồi, quá rồi. Rồi giờ chị Thảo Sương đã trang điểm xong rồi nha. Quay đi nữa, soạn đồ thay đồ rồi đi nè. Rồi. Soạn đồ thay đồ đi.